Rồi mình tiếp tục. Lúc này thì thầy đang nói giờ cái phần cái hàm like đúng không? Like thì các bạn thường sử dụng cho cả cái trừ hay cả cái chuỗi á, sử dụng kiểu test thì các bạn sử dụng like thay vì các bạn dấu ghi dấu bằng. Bằng là chính xác đúng không? Bằng là khi mà các bạn so sánh chính xác các bạn sử dụng bằng. Còn nếu mà gần giống trong những cái trường hợp như thế này này, ví dụ các bạn so sánh một cái chuỗi mà có dấu sao á, thì các bạn ghi chữ like, các bạn ghi dấu không ghi dấu bằng mà các bạn ghi chữ like được không, hoặc là có dấu hỏi ở đằng trong thì các bạn ghi like, hoặc là có dấu thăng thì các bạn ghi like. Thế lấy ví dụ ở đây là ghi like Nguyễn sao, bởi vì là có dấu sao cho nên mình ghi ghi like. Còn nếu các bạn ghi bằng á, thì nó không có ra, bằng thì nó không ra, được chưa? Họ Nguyễn bằng thì nó không có hiểu được, cho nên các bạn lưu ý nha, các bạn ghi ghi like đi, ghi like. Rồi ví dụ như ở đây, ví dụ như có những cái dấu hỏi là nó đại diện cho các cái ký tự bất kỳ, dấu hỏi nó đại diện cho các cái ký tự bất kỳ. Ví dụ như ở đây là dụ như mã sinh viên đi, mã sinh viên thầy lấy là cái mã sinh viên like hỏi 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 và hai phải viết như thế này. Có nghĩa là nó có cả ba cái ký tự phía trước và cái ký tự phía sau là số 2. Được không? Ba ký tự phía trước là cái gì đó cũng được nhưng mà số sau cùng là phải là số 2. Nó cũng gần giống như vậy gì? Nó gần giống với sao. Đúng không? Sao thì nó không phải là ba ký tự mà là bao nhiêu ký tự cũng được. Đó, sao là nó khác một cái là bao nhiêu ký tự ở đằng trước cũng được. Tuy nhiên, hỏi á, thì nó khác là một một dấu hỏi là nó đại diện cho một ký tự bất kỳ. Vậy thì ba dấu hỏi nó đại diện cho ba ký tự bất kỳ. Được không? Thì đúng chính xác là ba ký tự thì nó mới hiểu. Đó. Giả sử thấy thêm một cái dấu hỏi nữa thì nó không ra kết quả. Được không? Bởi vì là cái số 2 nó nằm vị trí thứ tư nhưng mà hiện tại mình đây là mình thêm 4 dấu hỏi là thành vị trí thứ năm cho nên không đúng. Được chưa? Thì cái dấu hỏi này thì cũng ít sai, cũng ít sử dụng cho nên các bạn thay bằng dấu sao. Có nghĩa là miệng sao là lấy sinh viên có cái số bảo danh là 2, còn lại cái phía trước những ký tự phía trước thì không quan tâm. À, ví dụ như ở đây thầy ghi dấu bằng, các bạn thấy dấu bằng thì nó không có hiểu này, bằng bằng hai sao nó không, sao hai nó không có hiểu mà các bạn phải ghi gần giống, có nghĩa là gần giống thôi thì lúc này nó mới hiểu được đấy. Các bạn lưu ý bằng thì mình sử dụng cho tuyệt đối hoặc là những con số, được không, những con số tuyệt đối hoặc là những cái chữ tuyệt đối luôn, không có dấu sao, không có dấu hỏi hay là không có dấu thăng. Ở đây thăng thì nó đại diện cho số bất kỳ, hỏi là ký tự bất kỳ. Đó. Còn sao là ký tự hay là số gì cũng được hết. Rồi tiếp. Các bạn có những cái hàm là null hoặc là not null. Cái này nói hàm thì cũng không đúng, không đúng mà nói là những cái mà thầy quy lại là cho hàm ấy, hay là những cái thuật ngữ. Null có nghĩa là rộng, được chưa? Null có nghĩa là rộng, hoặc là not null có nghĩa là không rộng. Nó dùng để kiểm tra dữ liệu của mình là đang trọng hay không, đang trọng hay không. Thế lại một cái ví dụ thầy nhập nhân viên, à thầy nhập sinh viên, ở đây là sinh viên 005, thầy nhập là Võ Tiến. Tuy nhiên tên của nó thầy không nhập, tên của nó thầy không nhập. Rồi thầy sẽ hỏi là
Thầy sẽ hỏi là có sinh viên nào mà tên chưa nhập hay không? À, thì thầy sẽ có cái câu hỏi này, liệt kê ra tất cả những cái sinh viên nào mà chưa có nhập tên. Vậy thì thầy sẽ tạo một cái câu query, click vào create, thầy chọn create design. Về liên quan tới sinh viên không thì thầy chỉ cần chọn cái bảng sinh viên thôi. Được chưa? Bởi vì thầy muốn hỏi là hỏi có cái sinh viên nào là tên rộng hay không thì thầy chỉ cần cái bảng sinh viên là được rồi. Lúc này rộng hay không thì thầy chỉ cần biết là trong điều kiện này thầy sẽ là di chữ no, có nghĩa là gì, hiện thì tất cả những cái tên sinh viên nào là rộng thầy di chữ no vào đây thì nó tự động ra là is no, được không? Run đó thì nó có ra được cái vỏ tiếng, tuy nhiên là nó quên quên ghi chữ này, thầy ghi vào đây dùng, lúc này thầy update cho nó, thầy update cho nó. Thì lúc này nó vào chỉ dùng, được không? Vỏ tiếng dùng trong cái bảng này nó có vỏ tiếng dùng. Đó. Khi mà thầy query lại á là hỏi có sinh viên nào rộng hay không, thì bây giờ thầy nhập tên Dũng vào rồi thì ở đây nó không còn nữa, cho nên là không có đứa nào mà rộng cả. Vậy thì thầy sẽ hỏi là có đứa nào mà không rộng thì là not new, đúng không? Có nghĩa là không có rộng. Vậy thì nó sẽ lấy ra danh sách tất cả những cái đứa nào mà đầy đủ tên, là nó lấy hết, đúng không? Thằng nào cũng có đầy đủ tên hết, nó lấy hết là không rộng. Được chưa? Tương tự những cái này dùng để kiểm tra, ví dụ như là đứa nào mà mình chưa nhập địa chỉ vào thì nó sẽ là hiển thị lên, hiển thị tất cả đứa nào mà chưa nhập địa chỉ thì mình sẽ là ghi vào là null vào đó, nó sẽ hiển thị ra đứa nào mà chưa nhập địa chỉ, được không? Dấu và thì nó tương tự với là bên Excel dùng để nối cả cái chuỗi lại với nhau. Được chưa? Trong này thì có một cái ví dụ này. Mã sinh viên họ lọt tên sinh viên. Đúng không? Mã sinh viên họ lọt tên sinh viên. Vậy thì người ta muốn là làm thế nào mà hiển thị họ và tên nó cùng một cột. À, hiển thị họ và tên cùng một cột. À, thì trong trường hợp này thầy sẽ làm như sau. Ở đây họ mã sinh viên thì thêm những cái bảng khác vào cho nó thú vị. Thêm bảng điểm vào. Rồi, sinh viên này nó có môn học vào. Thay thêm họ mà sinh viên, họ và tên. Thêm tên môn học và thêm điểm vào. Rồi, trong cái trường hợp này thầy không muốn hiển thị họ và tên thành hai cái cột như thế này, thầy muốn chung một cột, đúng không? Thầy chúng muốn chung hai đứa này thành một cột, thầy xóa cái cột này đi. À, bây giờ là ở đây họ và tên thì thầy sẽ ghi là họ và tên. À, hai chấm đấy, thầy sẽ là sử dụng cái trường họ lót cộng với trường tên tên sinh viên. Sẽ nhận OK. Thầy run. Các bạn thấy này, họ và tên nó sẽ là Hồ Hà Như, Nguyễn Quỳnh Quỳnh Trang hay là gì đó, vân vân. Đó. Tuy nhiên có cái vấn đề là nó cắt ra này các bạn, nó chưa cắt ra, vậy thì mình sẽ cắt nó ra. Cắt nó ra. Họ cộng tên thì cộng thêm dấu ngoặc kép, cắt cắt cắt. Cộng thêm dấu ngoặc kép vào, đúng không? Nó cộng thêm những cái khoảng cách ở đằng đằng giữa, các bạn thấy nó sẽ cắt ra, được không? Các bạn lưu ý này, dấu va cũng giống như dấu cộng, dấu va cũng giống như dấu cộng, được không? Khi mà mình va hai chuỗi thì nó sẽ là gộp lại, cộng hai chuỗi thì nó sẽ gộp lại. Tuy nhiên lưu ý một điều là một cái chuỗi mà cộng với một cái số thì nó sẽ bán bằng lỗi, được không? Một cái chuỗi không thể cộng với một cái số đấy.
Tương tự như vậy trong Excel thì các bạn lưu ý trong Excel á, hai cái chuỗi nó không cộng với nhau được, hai cái chuỗi trong Excel nó chỉ có và thôi đó, được không? Nhưng mà trong Excel thì nó cho phép cộng hai chuỗi lại với nhau, nhưng mà cộng một chuỗi và một số lại với nhau thì nó sẽ lỗi, được không? Được chưa? Rồi, những cái dấu ngoặc kép cho phép các bạn mở ngoặc đóng ngoặc những cái chuỗi của mình. Dấu ngoặc kép cho phép các bạn đóng ngoặc những cái chuỗi của mình. Được không? Cái nào mà chuỗi thì mình nhập trong dấu ngoặc kép giống như Excel. Được không? Các bạn lưu ý rằng dấu ngoặc vuông nó nhập cho cả cái tên trường của các cái bạn. Đó, thì các bạn thấy là trong cái trường hợp này Hò lót thì nhập dấu ngoặc vuông, bởi vì sao? Hò lót này chính là cái trường của sinh viên, được không? Trường của sinh viên cho nên thầy nhập dấu ngoặc vuông. Tên sinh viên thì thầy cũng là nhập trong dấu ngoặc vuông bởi vì nó là trường của sinh viên. Đó, các bạn lưu ý này. Những cái chuỗi á, ví dụ những dấu cách này ở đây thì thầy sẽ là nhập trong dấu ngoặc kép. Còn trường thầy nhập trong dấu ngoặc vuông. Được không? Vậy họ và tên này nằm ở đâu? Họ và tên này là những cái trường mà không có trong bảng. Mình tự định nghĩa nó, hay là mình tự khái khái biến nó, được không? Những cái biến này hoàn toàn là mình tự tự ghi ra, không có nằm trong bảng. Cho nên mình không mở ngoặc đóng ngoặc gì cả. Và sau nó là một dấu hai chấm. Sau nó là một dấu hai chấm, các bạn ghi bằng là sai, phải không? Các bạn ghi bằng như thế này là sai đó, nó sẽ ghi họ và tên như thế này là sai, các bạn phải là ghi dấu hai chấm. Nó tự động xuất ra là expression là biểu thức một là hai chấm như thế này, cho nên là các bạn lưu ý họ và tên là một cái trường hay là một cái cột mà mình đặt ra không có trong bảng, không có ở đâu cả, thì các bạn phải phía sau nó là một cái dấu hai chấm, kiểu giống như mình đặt tên cho cái cột á, đây giống như là cái tên của cái cột đó, dấu hai chấm đó. Những cái trường nào mà có trong bảng là dấu ngoặc ngoặc vuông, các bạn run thì các bạn thấy họ và tên nó hiển thị ở đây, được chưa? Rồi nếu mà giả sử những cái bảng query của các bạn á, những cái bảng query của các bạn là những cái chữ tiếng Việt thì các bạn có thể mã sinh viên, các bạn ghi là mã sinh viên hai chấm, được không? Ở đây họ và tên các bạn ghi họ họ và tên hai chấm, tên môn học các bạn ghi tên môn học hai chấm, và điểm các bạn ghi là điểm hai chấm. Thì lúc này nó sẽ hiển thị ra các cái cột theo chữ tiếng Việt, được không? Các chữ tiếng Việt. Thực ra thì họ đề thì họ không có ra những cái này mà mất thời gian, họ chỉ thường là họ sẽ để mặc định. Đây thì họ sẽ để mặc định cho các bạn. Thì các bạn lưu ý cái chỗ đó. Đối với ngày tháng năm thì có cái dấu thăng ở đằng trước và đằng sau để cố định nó lại. Thông thường thì nó sẽ tự động tạo hai cái dấu này cho các bạn. Nó sẽ tự động tạo lại khi mà các bạn tạo xong một cái nhập xong một cái ngày tháng năm nào đó thì nó hiểu thì nó sẽ tạo cho các bạn. Các cái hàm xử lý chuỗi thì mình đã học rồi đúng không? Left, right hoặc là mid thì tương tự với Excel, cũng như hàm len cũng tương tự với Excel, nó không khác gì cả, và nó từng đẩy tham số. Tham số thì hàm left và hàm right thì mình sẽ có một hoặc hai tham số, nếu mà một tham số thì chỉ cần lấy cái ký tự đầu tiên, được chưa? Còn hai tham số trở đi thì lấy theo đúng cái số lượng ký tự mà mình mong muốn. Hàm mid thì nó sẽ có ba ký tự à ba tham số đó. Tham số đầu tiên là cái chuỗi mình cần lấy, tham số thứ hai là lấy từ cái vị trí nào
và tham số thứ ba là lấy bao nhiêu ký tự. Hàm lấy là hàm lấy về cái độ dài của một cái chuỗi, độ dài một cái chuỗi của mình đó. Đối với ngày tháng năm á, thì các bạn lưu ý bên Excel là hàm nào hoặc là hàm nào hoặc là hàm gì, hàm today đúng không, hàm today. Hàm today là trả về ngày tháng năm hiện tại, tuy nhiên bên access thì hàm date, hàm date là hàm trả về ngày tháng năm hiện tại. Và mình có cả cái hàm day month year cũng tương tự là trả về ngày tháng năm tương ứng. Hàm day path thì hẳn cũng giống như là day month year thôi các bạn, cho nên của các bạn cũng không cần phải biết cái hàm day path này đâu. Nó cũng giống như hàm day month year, nhưng mà nó bao gồm tất cả các cái hàm này lại luôn. Lúc nào các bạn muốn trả về đây thì các bạn chỉ cần sử dụng cái hàm đầu tiên là đây, kiểu đây là nó có tham số truyền vào là đây như thế này và một cái series number, một cái ngày tháng năm. Thì lúc này nó sẽ tự hiểu rằng là trả về ngày. Còn nếu mà các bạn bỏ mờ vào đấy, nó sẽ tự hiểu là trả về tháng, và các bạn bỏ vào year ở đây thì nó sẽ tự động hiểu là trả về năm đó. Thì thay vì như vậy thì các bạn chỉ cần sử dụng là hàm day month year cho nó đơn giản, không cần biết cái hàm này hết. Đối với hàm điều kiện, hàm if thì bên access nó sẽ có thêm một cái chữ là if. Thay vì chữ if không thì nó sẽ có thêm cái chữ y ở đâu nữa, dùng để kiểm tra điều kiện. Tham số thứ nhất là dùng để kiểm tra điều kiện đúng sai, nếu mà đúng á thì làm cái gì đó và sai thì làm cái gì đó. Dạ, nó y chang cái Excel thôi, nhưng mà nó chỉ thêm cái chữ y đằng đầu. Rồi các bạn lấy cái cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng mà mình đã làm ở cái bài tập trước, và lấy ra. Quản lý bán hàng. Quản lý bán hàng hay là bán hàng này? Cái bài đầu tiên trong cái nâng cao đó em, quản lý nhân viên bán hàng này này. Cái bài đầu tiên đó, trong cái bài tập Access nâng cao là quản lý nhân viên bán hàng đó. Được không? Các bạn lấy ra chưa? Cái bài này này, bán hàng này, hàng hóa và nhân viên á, bài đầu tiên của mình á, trong cái bài tập Excel đó, bài tập Access. Phần này thì thầy đã giao bài tập cho các bạn làm rồi, còn các bạn không làm thì chịu thôi. Bạn nào cần thầy quăng lên group không? Được chưa? Các bạn có chưa? Có cái bài tập này chưa? Rồi cái câu đầu tiên, liệt kê danh sách cả cái nhân viên bán hàng gồm cả cái trường đó, được không? Gồm cả cái trường này, mã nhân viên, họ tên, phải, vân vân.
Thế ở đây mình tạo một cái câu query vào create chọn query design. Các bạn mà mình muốn chọn thì các bạn chọn đầy đủ ba cái bảng trong cơ sở dữ liệu của mình. Bởi vì ở đây nó có rất là nhiều trường luôn, mà nhân viên họ tên có, phải có tên hàng hóa, có số lượng bảng, có vân vân, thành tiền đầy đủ. Được không? Vậy thì mình chọn hết đầy đủ ba cái bảng này. Rồi, người ta yêu cầu là mã nhân viên thì mình click vào mã nhân viên. Được không? Người ta yêu cầu vào tên họ và tên nhân viên thì mình click vào họ và tên nhân viên. Giới tính, người ta yêu cầu giới tính, mình chọn vào giới tính. Người ta yêu cầu là mã hàng hóa thì mình click vào mã hàng hóa. Tên hàng hóa, click vào tên hàng hóa. Được chưa? Đơn giá, click vào đơn giá. Số lượng bán, click vào số lượng bán. Đấy, người ta yêu cầu cả cái trường nào mình click vào trường đó. Rồi, nhìn vào cái đề bài người ta nói rằng là gì? Trong đó cột giới tính là trả về nam hoặc nữ. Trả về nam hoặc nữ. Còn các bạn thấy này, ở đấy nó nhập á. Nó nhập là gì? Nhập là yes no. Cho nên là nó trả về chắc chắn là yes no rồi. Nó trả về yes no rồi. Thầy chạy thử cho các bạn xem. Thế ở đây nó kiểu là yes no nè. Được không? Kiểu yes no nè. Rồi, vậy thì làm thế nào mà nó chuyển sang là kiểu nam nữ? Vì mình đã biết rằng giới tính là yes no. Vậy lúc này thì mình sẽ nói rằng là nếu mà là yes thì là nam, nếu mà là ngược lại thì là nữ. Được không? Thầy click chuột phải vào đấy, thầy chọn là zoom để nó mở lớn ra dễ thấy. Ở đây giới tính thầy xóa đi, thầy ghi là phải. Phải. Phải nam phải nữ. Thì sẽ nói là nếu là if, if. Được không? Nếu là if giới tính thì các bạn mở ngoặc vuông ra, giới tính đóng ngoặc vuông lại. Nếu giới tính là bằng bằng yes thì thầy sẽ trả về là nam. Ngược lại thì là nữ. Đóng ngoặc lại. Phải là một cái trường hoàn toàn không có trong này. Các bạn lưu ý này, hoàn toàn không có này. Đây là cái trường giới tính. Giới tính thì mình sẽ nói là if giới tính mà bằng yes thì nó sẽ là nam, ngược lại là nữ. Được không? Phải là một cái trường chưa có. Chưa có trong các cái bảng, cho nên các bạn định nghĩa nó. Định nghĩa thì các bạn thêm dấu hai chấm ở đằng sau, không phải dấu bằng. Được không? Các bạn nhấn OK. Rồi. Như vậy là xong cái yêu cầu thứ nhất là cột phải. Còn cột thanh tiền, ở đây người ta không nói gì cả, nhưng mà mình biết là thanh tiền nó bằng số lượng nhân cho đơn giá. Được không? Thanh tiền bằng số lượng nhân cho đơn giá. Đó, cho nên là trong cái cột thanh tiền ở đây không có cột thanh tiền nào cả. Thì mình nhập vào, đúng không? Mình nhập vào đấy. Trường là trường phiếu này, có cái chữ phiếu ở đằng đầu này, thuộc tính phiếu này, mình nhập vào là thanh tiền. Hai chấm. Được không? Click chuột phải chọn zoom để cho nó lớn lên. Hai chấm. Bằng số lượng nhân cho đơn giá. Vậy thì số lượng là một cái trường đã có rồi, số lượng bán, và nhân cho với đơn giá. Dễ không? Dễ. Cái này là kiểu giống như mình học lại Excel cơ bản, cơ của cơ bản, đúng không? Chỉ cả là nó khác cái giao diện thôi. Đó, mình đã có phải và mình đã có thanh tiền rồi thì run nó thôi. Đơn giá là đơn giá là ở đây dưới chữ G, cho nên thầy cũng phải nhập dưới chữ G. Các bạn lưu ý này. Ví dụ này, khi nào mà các bạn ra nó hỏi là hỏi ra cần phải nhập cái đơn giá này vào, điền vào cái parameter value, có nghĩa là giá trị của tham số. Được không? Điền vào giá trị của tham số.
Có nghĩa là cái đơn giá này không có trên cái bảng này, được không? Các bạn phải nhìn lại trong này, a à, cái chữ đơn giá này người ta viết sai chính tả, cho nên là các bạn cũng phải viết sai chính tả theo nó cho nó giống là đơn giá, được không? Có nghĩa ở đây là đơn giá thì dưới này cũng phải là đơn giá. Còn nếu các bạn sai, viết sai một chữ chính tả thôi là nó cũng không hiểu. Hôm nay các bạn run thì nó ra như thế này. Đương nhiên là cái bài tập này thầy đã dạy cái lớp khác, cho nên những cái ký từ cũng như những con số nó bị sai, cho nên là không phải bị sai mà là đã update. Thầy đã sử dụng những cái câu update những cái thông số, cho nên là những cái thanh tiền này nó đã update rồi. Các bạn lưu ý này, sẽ có rất nhiều bạn là không biết lúc nào là nhập if ở trên này hay là nhập if ở dưới criteria, đúng không? Đúng không? Trên này chỉ là cái cách hiển thị thôi. Hiển thị thôi các bạn. Thanh tiền bằng số lượng nhân đơn giá là cái cách hiển thị ra. Và nó sẽ là hiển thị đầy đủ cho tất cả các cái thông tin, cả cái trường mình đã có. Còn criteria dùng để giới hạn. À, criteria dùng để giới hạn là cái số lượng hiển thị, kiểu giống như là thỏa mãn một cái điều kiện nào đó trong criteria nó mới hiển thị lên thôi, được chưa? Cho nên các bạn cần hiểu là lúc nào thì mình sử dụng hàm if trên trường trên này, lúc nào mình sử dụng hàm if dưới criteria này, được không? Ở đây mình muốn tính thanh tiền này, muốn tính phải này, cho tất cả các cái dòng thông tin, vậy thì mình phải sử dụng trên cái trường của nó luôn. Còn lúc nào muốn giới hạn lại á, giống như cái câu thứ hai này này, câu thứ hai này nó nói là gì? Liệt kê ra tất cả những cái nhân viên nào có họ là nguyện, được chưa? Có họ là nguyện. Đó. Rồi, vậy như vậy thì thầy sẽ lưu cái câu này lại, lưu cái câu query này lại. Kiểu như là câu 1 ở đấy người ta nói là sử dụng liệt kê tất cả những cái danh sách bán hàng Hồng Nguyễn, được không? Hồng Nguyễn, các bạn thấy này, ở dưới này tương tự như câu 1, tương tự như câu 1, được không? Tương tự như câu 1 như thế này. Vậy thì các bạn sử dụng cái câu 1 để các bạn làm cho nó nhanh, được không? Giả sử nó tương tự câu 1 thì các bạn sử dụng câu 1 làm cho nhanh ăn. Còn nếu nó khác á thì các bạn phải làm lại ấy. Ở đây nó khác, hình như nó khác luôn. Ở đây nó không có phải. Đó, ở đây nó không có phải. Không có phải thì thôi mình lấy luôn cái phải cũng được, không có sao hết đó. Được không? Vậy thì mình lấy luôn câu 1. Ở đây mình lấy luôn câu 1. Vậy thì thầy sẽ create một cái query design. Được chưa? Create một query design. Ở đây thay vì thầy chọn bảng như vậy, thầy click vào câu query này và thầy chọn click vào cái tag query này này và thầy chọn cái 27 query câu 01 này. Được không? Chọn vào đây. Được không các bạn? Được không? Thay vì mình phải làm, các bạn hãy hiểu, thay vì mình phải làm lại từ đầu, đúng không, thì mình sử dụng cái câu query như thế này. Còn không á, không thì các bạn gì, còn không làm như thế này nữa thì các bạn gì, copy cái này, đúng không, copy cái này, sau đó pass nó ra lại và thay đổi thành là câu 02, thay đổi là thành câu 02. Đó thì mình chạy ra nó cũng giống như thế này, đúng không? 27 này, câu 02 này mình chỉ cần copy pass. Sau đó trong này mình viết điều kiện là nhân viên họ Nguyễn thì mình sẽ là lái Nguyễn. Nguyễn sao? Lái Nguyễn sao? Ở đây thầy run đó. Nó không ra đứa nào cả bởi vì cái bảng nhân viên của thầy thay đổi họ Nguyễn thành họ Trần rồi. Bây giờ thầy viết lại là thành Nguyễn ở đây. Thầy lưu các bạn này lại. Qua đây thì refresh thì nó ra những cái đường họ Nguyễn.
Do con của các bạn thì chắc là nó sẽ ra giống như như vở câu hỏi này. Nếu mà các bạn soạn thảo cái cơ sở dữ liệu đúng đó, thì nó sẽ ra như thế này. Các bạn làm được không? Làm được cái này không? Thầy cho em xem lại cái if với lại cái thành tiền của thầy xem là nó kêu có bị lỗi gì đó. Nó bị lộ gì em? Của em nó bị lộ gì? Em đang bị lỗi là thành tiền is not a valid name gì đó thầy. Chỗ thành tiền của thầy. Thành tiền là bằng số lượng nhân cho đơn giá thôi chứ gì đâu. Thành tiền bằng số lượng nhân cho đơn giá. Dạ em thử hai cái dấu kia thầy cho em xem lại cái ít rồi. Thầy nói rồi, như thế này là thầy nhắc lại một lần nữa nè. Cái phải là một cái trường mà hoàn toàn không có trong cái bảng, cho nên là mình không đóng ngoặc mở ngoặc vuông, được không? Và phía sau cái chữ phải nó phải có là dấu hai chấm. Cái này giống như một cái ý nghĩa là expression 01. Ý của nó là như vậy. Mình muốn đặt tên cho nó là cái gì? Đặt tên cho cái biểu thức này là gì? Thì ý của mình là đặt tên cho cái biểu thức này là phải. Phải nó sẽ bằng là if của giới tính. Nếu mà if là nếu, được không? Nếu giới tính mà bằng yes thì nó sẽ là nam, và ngược lại thì là nữ thôi, được không? Được rồi này. Đó. Rồi cái câu thứ hai là nó sẽ liệt kê ra tất cả những cái dòng nào mà có nhân viên là họ Nguyễn. Đó, thì like Nguyễn, mình có cái chữ like có nghĩa là gần giống, nhớ chưa? Dịch tiếng Anh sang tiếng Việt là gần giống luôn, chứ không phải là thích đâu ấy, gần giống. Được chưa? Liệt kê danh sách tất cả những cái mặt hàng nào mà bạn vượt định mức. Bạn vượt định mức có nghĩa là như thế nào? Số lượng bán mà lớn hơn cái định mức ban đầu thì nó là vượt định mức. Thế lại một cái ví dụ ở đây, nhìn vào đây, nhân viên này có định mức là 110. Nếu mà nó bán hàng á, nó bán hàng với cái số lượng bán mà lớn hơn 110 có nghĩa là nó bán vượt định mức. Vậy thì mình sẽ liệt kê ra đứa nào mà bạn vượt định mức. Dễ như vậy thôi, được không? Giả sử thầy nhập một vài đứa ở đây, thầy thay đổi nó thành là 50 này. Một vài đứa là thành 50, là hay là 35 gì đó, để cho nó không vượt định mức. Thì nó sẽ không liệt kê ra đứa nào mà không vượt định mức thì nó không liệt kê ra. Được không? Rồi, tương tự như vậy thầy sẽ copy lại cái câu 01 này, copy và thầy pass ra. Thầy đặt tên nó là query 03. Số lượng bạn vượt định mức.
lớn hơn định mức. Lúc này mình run đó, thế đứa nào mà nó không vượt định mức thì nó không hiển thị thôi. Lúc nãy mình có là những cái đứa nhân viên là thầy mở cái câu 01 ra, các bạn thấy nó sẽ có là 35, 55, có nghĩa là những cái đứa này không vượt định mức. Tuy nhiên câu 3 của mình nó giới hạn đứa nào mà vượt định mức, lúc đó nó mới hiển thị ra. Hiểu chưa? Đơn giản mà, cái này thì khá là đơn giản đấy. Rồi những cái câu thống kê này thì cái buổi sau mình sẽ học, mình tới cái câu số 8. Thay đổi các cái đơn vị tính nếu mà là mã hàng, những cái mã hàng sau đây. Thì đối với các cái thuật ngữ này này các bạn nghe mà là thay đổi hoặc là cập nhật thì các bạn biết là sử dụng cái câu truy vấn là update query. Câu truy vấn update query. Vậy câu truy vấn update query là cái gì? Bạn click vào create, các bạn chọn là query design. Được chưa? Thay vì là ở đây là select query thì mình chọn update query. Tuy nhiên trước khi như vậy thì mình phải chọn đúng cái bảng mà mình cần update. Ở đây là mã hàng và cái đơn vị tính thì mình nằm trong cái bảng là bảng hàng hóa, được chưa? Mã hàng và đơn vị tính nằm trong bảng hàng hóa, vậy thì mình chỉ chọn cái bảng hàng hóa thôi. Các bạn nên nhớ nghe, trong cái truy vấn update query thì các bạn chọn đúng cái bảng mà mình cần update thôi, không chọn thừa. Ở đây thì thay vì là select query, các bạn chọn sang là update query. Update query này có nghĩa là gì? Cái thuộc tính đầu tiên là giống như là select query là cái trường mà mình muốn sử dụng để là truy vấn, vậy thì là trường gì? Trường mà hàng hóa cũng như là trường đơn vị tính, đúng không? Ở đây nó nói này, thay đổi đơn vị tính, à vậy là có cái trường đơn vị tính của mã hàng hóa, à vậy là có mã hàng hóa, được chưa? Thì ở đây là những cái trường nào mình sử dụng thì mình để vào ở đây, để vào cái field này, thuộc tính field này. Rồi update to có nghĩa là gì? Update to là cập nhật như thế nào. Thì ở đây người ta yêu cầu là bình cập nhật đơn vị tính của cái này là không biết là cái gì nhưng mà là thành bình, được không? Ở đây thì mở lên là đơn hàng hóa này, ở đây là nó có cái chữ bình bình này, trái trái này, được không? Mà 01 là thành bình, mà 04 là thành bình thì thầy đã làm rồi. Tuy nhiên thì ở đây thì chữa là lại là thành thành lò đây, không trái thì thành lò, được không? Ở đây là thành là cái gì đấy, hộp thì chẳng hạn, giả sử như vậy. Thầy muốn sửa là 14 này là từ lò và hộp là thành bình, vậy thì thầy muốn update như thế nào? Đơn vị tính thì thầy sẽ nhập vào đây là bình, bởi vì nó sẽ chỉnh sửa thành bình, có nghĩa là update to, thay đổi như thế nào, thay đổi thành bình, được không? Update to là thay đổi như thế nào, thay đổi thành đơn vị tính thành bình. Điều kiện là gì? Điều kiện là mã hàng 01 hoặc O,
mà hàng không bốn. Được không? Còn bạn nào không chắc chắn thì các bạn thay vì o ở đây thì các bạn o dưới này là mà hàng không bốn. Cái thuộc tính update to là dùng để là update như thế nào, chỉnh sửa lại như thế nào thì chỉnh sửa lại thành bình, và criteria là tương tự như vậy là các cái điều kiện các bạn sau khi các bạn đầy đủ nhập đầy đủ cái điều kiện cũng như là update to thì các bạn nhấn run, thì lúc này nó sẽ nói là sẽ có hai dòng để update, được chưa, có hai dòng để update, và khi mà các bạn click yes á, thì nó sẽ không không undo được nữa, không undo cái này được nữa. Vậy thì các bạn có muốn update hay không thì mình nhận yes, được chưa, nhận yes. Vậy thì trong cái bảng hàng hóa của mình nó sẽ là chỉnh thành cái bình, được chưa, mà 01 và 02 nó sẽ thành cái bình, lúc này là lò và hộp, nhưng mà giờ nó sẽ chỉnh sửa thành bình. Rồi, tương tự như vậy ở đây nó yêu cầu là thay đổi cái đơn vị đơn giá của mã hàng cái này, mã hàng cái kia, thay đổi đơn giá của mã hàng. Vậy thì mình xem là đúng là trong cái bảng hàng hóa này luôn, trong bảng hàng hóa này nó có đơn giá và có mã hàng, được không? Vậy thì mình tạo một cái câu query, mình click vào query design, ở đấy mình chọn đúng cái bảng hàng hóa, thay vì là đơn vị tính và mã hàng hóa, bây giờ mình chọn mã hàng hóa và là đơn giá, bởi vì nó thay đổi đơn giá mà, đúng không, chứ đâu có phải là thay đổi đơn vị tính nữa đâu. Và mình chuyển sang là update query, được chưa, chuyển sang update query, update to, update to nó nói là gì, nếu mà là mã hàng hóa là 05 thì tăng 5%, mã hàng hóa mà 03 thì giảm 2%, và 05 thì tăng 7%. Vậy thì update to này thì thầy sẽ là sử dụng một cái hàm if, để thầy muốn biết là cái nào update như thế nào. Giả sử là if mở ngoặc ra, nếu mà mã hàng hóa mà bằng bằng MH01, nếu mà chính xác là MH01 á các bạn, nếu mà chính xác MH01 thì các bạn ghi dấu bằng, được chưa, còn các bạn không chắc ăn á, thì các bạn thay vì dấu bằng thì các bạn ghi là like, được không, có nghĩa là gần giống như vậy, gần giống như vậy. Nếu mà hàng hóa mà gần giống như MH01 thì tăng 5%, tăng 5%, tăng 5% có nghĩa là gì, có nghĩa là đơn giá mà nhân cho 1.05, được không các bạn, được không, khi mà tăng 5% có phải là nhân với 1.05 không, đơn giá nhân cho 1.05. Ví dụ như các bạn có 100.000, các bạn có 100.000, nếu mà lãi suất 5% thì có phải là các bạn có thêm thêm kiểu là thêm 500 đồng không, 500 đồng không, đúng không, đó chính là lấy 100 mà cộng thêm thêm 500 đồng nữa, hay là lấy đơn giá mà nhân cho 1.05, kiểu như vậy. Mình phải lấy cái số của mình là phải lấy cái số ban đầu của mình là đơn giá mà nhân cho với 1 cộng cho với 5%, 5% chính là 0.05, được chưa. Tương tự như vậy mình sẽ có if của mã hàng hóa đóng ngoặc lại mà like, đây thầy sẽ là like MH03, ở đây nó giảm 2% thì thầy sẽ là đơn giá mà nhân cho 2% sẽ là 0.98, đúng không, 2% là 0.02, 1 trừ cho 0.02 là ra 0.98, và ngược lại nó sẽ là trả về về đơn giá mà
nhân cho 1.07 là tăng 7%. Có hai hàm if thì mình đóng ngoặc hai lần lại. Cái chỗ này các bạn hiểu không? Update to có nghĩa là gì? Hiện tại thì đang nhập trong update to. Mà update to là cập nhật như thế nào? Ở đây mình có 3 điều kiện để cập nhật. Nếu mà là mã hàng hóa là 01 thì mình sẽ cập nhật là tăng 5% là nhân với 1.05. Mã hàng hóa mà là 03 thì giảm 2% là nhân 0.98%. Và còn lại là tăng 7% là 1.07%. 1.07. Hả? M1, M3 và M5 đúng không? Ý em là còn lại là không M2 và M4 đúng không? Đúng không? Dạ. Đúng không? Rồi. Thì đây là M1. Rồi, đúng rồi. Nhưng mà này. Thầy nhận ok này, nhưng mà thầy giới hàng lại trong này là M. Điều kiện là M01 này hoặc là MH03 này hoặc là MH05. Thế điều kiện còn lại của nó là MH05 chứ còn cái gì nữa? Đúng không? Ban đầu là mình sẽ nói là từ M01, 02, 03, 04, 05. Đúng không? Thì nó sẽ là làm những cái này. Tuy nhiên điều kiện ở mã hàng hóa là thầy chỉ chọn M01, M03, M05 thôi. Thì nó sẽ mặc nhiên nó sẽ là loại ra hai cái trường hợp là 02, 04 rồi. Thì ở đây trường hợp còn lại chắc chắn là không MH05. Hiểu không? Dạ. Hiểu không? Dạ. Nếu mà ở đây mình không giới hàng ở bên này, ở bên criteria mình không giới hàng thì mặc định của nó là 02, 04 và 05 nó đều là tăng 7%. Tuy nhiên ở điều kiện này thầy đã giới hạn nó lại là không có 02, 04. Thì mặc định của nó là khi mà điều kiện 01 thì nó sẽ hỏi là ở đâu này. Đầu tiên là nếu mà hàng là 01 thì nó sẽ bắt đầu update. Được không? Bắt đầu update. Update như thế nào? Nếu mà là 01 thì update 1.05. Rồi, quay lại đây. Nếu mà là 03 rồi bắt đầu update. Update như thế nào? Nó cũng bắt đầu tìm lại. Được chưa? Cho nên là cái trường hợp 02 và 04 nó không bao giờ xảy ra. Trường hợp 02 và 04 nó không bao giờ xảy ra ở đây. Cho nên là trong này mình không cần là phải if một lần là mặt hàng 05 nữa. Cho nên là trường hợp còn lại thôi là chắc chắn là 05 rồi. Không bao giờ nó vào 02, 04. Bởi vì mình đã giới hạn ở đây rồi. Vậy thì mình sẽ run nó. Nó nói là có 3 dòng để update. Đúng rồi, tất nhiên là có 3 dòng thôi. Bởi vì là M01, M03, M05 là 3 dòng. Còn M02 và M04 nó đâu có lùm đâu. Đúng không? Vậy thì click yes thì nó sẽ update. Đó. Còn ở đây các bạn không giới hạn. Các bạn run. Thì ở đây là 5 dòng update, có nghĩa là 02 và 04 nó cùng update. Và đương nhiên là nó update theo cái dòng còn lại này là update 1.07. Được không? Còn ở đây các bạn ghi if một lần nữa cũng được. Nếu mà các bạn ghi if if đúng không? Các bạn ghi if mà hàng hóa mở ngoặc ra like MH05 thì đơn giản như vậy. Thì ở đây mình ngoặc lại, lúc mình run đào run nó cũng yêu cầu là 5 dòng luôn. Nếu mà là mà 5 dòng nhưng mà thực ra trong này nó sẽ kiểm ra là nó sẽ không có. À, nếu mà như thế này là 5 dòng kia là một dòng còn lại là nó sẽ là dòng 02 và 04 là nó sẽ nhấn với 0 rồi các bạn ạ. Nó sẽ ra giá trị true á, ra giá trị false á.
Thấy không? Ra giá trị phố là nó sẽ là không đó, nhân với không đó. Có nghĩa là sai luôn. Cho nên buộc các bạn phải giới hạn chỗ này lại. Ở đây này, các bạn phải giới hạn nó lại chỉ có MH01, MH03 và MH05 được chưa? Lúc đó nó mới update. Đó, trong này thì các bạn chỉ cần hai lần if thôi, không cần lần if thứ ba này vì lần if thứ ba này dư thừa. Đó. Còn nếu mà các bạn có if thì chắc chắn nó phải có cái trường hợp cuối cùng là trường hợp cuối cùng là nhân với không. Đó, cho nên các bạn hiểu lầm là sai đó. Chắc chắn là phải giới hạn ở đây lại. Hiểu không? Người ta yêu cầu là những cái mặt hàng nào thỏa mãn điều kiện 135 thì lúc đó mới bắt đầu là update. Bắt đầu là update. Còn không á thì ở đây các bạn nó sẽ trả về là gì? Nếu mà là mặt hàng 05 thì nó sẽ là đơn giá nhân với 1.07. Ngược lại thì trả về là đơn giá. Đúng không? Ngược lại trả về đơn giá có nghĩa là nó không có nhân gì cả. Thì lúc này nó mới đúng. Lúc này nó mới đúng là lúc này không có cái trường hợp này. Nếu mà trường hợp cả cái trường hợp còn lại là 0204 thì nó trả về đơn giá là mặc định của nó, là cái giá cũ của nó ban đầu. Hiểu không? Nếu mà cái trường hợp này thì có vẻ là mình phải làm đầy đủ luôn luôn là ví dụ như ở đây nó có 3 điều kiện này, 1 2 3 điều kiện là mình buộc phải làm 3 điều kiện. Mình buộc phải làm hết 3 điều kiện luôn. 01 03 và 05. Thế là mình phải làm hết 3 điều kiện và điều kiện còn lại là 02 và 04 thì trả về đơn giá, có nghĩa là trả về cái giá cũ ban đầu của nó. Thì lúc đó ở cái điều kiện ở bên này mình không cần nhập cũng được. Con đã nhập ở bên này rồi thì bên này chỉ cần hai cái lệnh if thôi. Để trong cái bảng hàng hóa này thì nhập lại cái đơn giá ở đây thì nhập 30.000, ở đây thì nhập 25.000. Thì lưu nó lại. Ở đây thầy update đó. Nó sẽ có 5 dòng update nhưng mà là 02 và 04 thì nó update kiểu nhấn cho một các bạn. Lấy đơn giá mà nhấn cho chính nó thì nó cũng là update. Update bằng chính nó thôi. Đúng không? Nó cũng update bằng chính nó thôi. Dù có nhập bao nhiêu đi chăng nữa thì nó cũng update bằng chính nó. Tuy nhiên làm theo kiểu này á thì mọi trường thông tin nó đều update. Ví dụ như các bạn có hàng trăm hàng nghìn hàng hóa thì hàng hóa nào nó cũng update cả. À, hàng hóa nó cũng hàng nào nó cũng update cả. Và update bằng chính nó thì mình update làm cái gì đúng không? Cho nên là các bạn giới hạn nó lại. Chỉ có những cái đứa nào mà thỏa mãn cả cái điều kiện này thì lúc đầu mới update thôi. Được chưa? Còn không á thì đừng có update nó nữa. Còn nếu các bạn không giới hạn thì giả sử từ mặt hàng 01 tới mặt hàng 1.000 nó đều là update mà update vỡ bằng chính nó thì nó sẽ làm cái câu truy vấn của mình nó chậm đi, nó chậm đi. Cho nên mình có điều kiện thì mình cứ nhập vào, sau khi nhập điều kiện vào thì giảm bớt cái số lần if này, chỉ cần hai lần if thôi. Lần còn lại chính là 05 này ở đây. Hai lần if là chỉ có 01 và 03, còn lại là cái này. Nó không có tính vào mấy cái dòng kia đâu, không tính vào mấy cái dòng kia. Đấy. Hiểu chưa? Cái chỗ này các bạn hiểu không? Hiểu không? Đây này, cái mỗi xíu là khi mà em nhập đó là nó bị lỗi cái số tập văn của em ở này mà em không biết xử sao luôn. Rồi, đúng rồi. Thế em chỉnh sửa như thế này này. Đứa nào mà cái máy tính của mình mà bị lỗi thập phân á, các bạn vào control panel. Được chưa? Vào control panel. Ở clock and region á, clock and region này là thay đổi cái thời gian cũng như là cả cái định dạng số format, number format chính là cái định dạng số. Các bạn click vào đây. Được chưa? Click vào cái chỗ change date time and number format, các bạn click vào đây và additional setting á. Trong cái chỗ additional setting này thấy
đổi cái chữ decimal symbol bằng dấu dấu chấm của các bạn là nó sẽ là dấu phẩy, cho nên là nó sai. Thì các bạn chú ý là decimal symbol là dấu chấm, được không? Và chú ý là list separator có nghĩa là cái sự tách biệt cả cái danh sách, tách biệt cả cái tham số, thì các bạn để dấu phẩy, được không? Còn các bạn để dấu chấm phẩy là nó cắt giữa cả cái tham số là dấu chấm phẩy đó, các bạn chú ý. Được chưa? Đó. Có nhiều bạn cũng bị như vậy, là cái dấu chấm của dấu dấu thấp phấn của mình là nó kêu là mình nhập cái dấu phẩy, mà thực ra là do cái quýnh của mình nó đã định dạng cái dấu phẩy rồi. Nhất là mấy đứa nào mà chuyển đổi ngôn ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt á. Rồi mình có cái câu câu query còn lại trong cái buổi học hôm nay, chính là câu delete query. Giả sử thầy nhập một cái đứa nào đấy là nhân viên 06, cái đứa nào hôm nay không có họ và tên cái gì hết, giờ không có họ và tên, coi như là vứt. Lúc này thầy vào create, thầy chọn query design, thầy muốn xóa một cái nhân viên nào đó thì thầy click vào đây. Giả sử có cái nhân viên nào đó thôi việc thì thầy chọn cái bảng nhân viên vào đây, giờ thầy chọn sang cái kiểu query là query delete. Trường thì các bạn chọn trường nào các bạn sử dụng để delete, thì các bạn họ và tên, thêm muốn là xóa những cái đứa nào mà không có nhập tên thì cái điều kiện thầy nhập vào là null, đúng không? Có nghĩa là không có tên. Xóa cái nhân viên nào mà không có tên, ở đây hiện tại là có nhân viên 06 nè. Thế ở đấy thấy click vào run, nó nói là bạn sẽ delete một cái dòng, đương nhiên là delete xong nó không lấy lại được, các bạn get. Thì lúc này cái nhân viên 06 của mình nó đã delete nhưng mà nó chưa refresh, thì click vào refresh để nó xóa đi. Thì một dòng á thì mình có thể gì, nếu mà là một dòng nhân viên 06 mình đăng nhập nửa chừng này đi, mình thấy ủa mình lỗ rồi, mình xóa đi, thì mình chỉ cần click như thế này, mình delete record là xong. Tuy nhiên giả sử cái bảng của mình nó có một cái trường khác là cái trường thôi việc, trường là trạng thái, có nghĩa là nếu mà trạng thái mà là yes thì có nghĩa là đang làm việc, còn trạng thái mà là no có nghĩa là thôi việc, được chưa? Bây giờ thầy cho thêm những cái dòng là nhân viên 06 là đó là thôi việc rồi, nhân viên 07 là B là cũng là thôi việc rồi, thì giờ là no. Giờ vậy thì ở đây sẽ tạo một câu query và query design, chọn bảng nhân viên, thầy chọn vào cái kiểu là query delete, được chưa? Ở đây thì nhập vào trạng thái, thì click vào trạng thái có nghĩa là gì? Điều kiện là bằng no. Bằng no. Điều kiện của nó là trạng thái. Kiểu dữ liệu không đúng, ở đây là trạng thái là yes no, mà nếu mà là no làm thế nào để nó query là no ạ?
Em nào ra. Trạng thái ở đây nếu mà là trạng thái là hiện tại là false nhé. False. Vì là false. Là nó sẽ có hai dòng false đúng không? Thay vì là yes no thì mình ghi là true false. Nếu mà trạng thái là điều kiện là false có nghĩa là không đúng thì mình run nó thì nó sẽ có delete hai dòng nhân viên ở cái trạng thái mà false á, là cái trạng thái đã nghỉ việc thì nó sẽ trả về là delete hai dòng được chưa? Thì lúc này mình yes thì cái nhân viên ở cái hai cái dòng mà đã nghỉ việc này thôi xóa nó đi luôn bởi vì nó nghỉ việc rồi mà đúng không? Thì các bạn xóa nó đi. Đó, giả sử nó có một công ty nó có rất nhiều sinh viên à nhân viên mà nghỉ việc đó thì các bạn muốn delete một lần á, thì các bạn làm như thế này có nghĩa là trạng thái mà trả về là false có nghĩa là nó đã nghỉ việc rồi. Ví dụ như trong cái giới tính á, giới tính thì nó sẽ trả về là yes no nếu mà bằng bằng yes thì nó là nam mà no thì nó bằng nữ đúng không? Ngược lại nữ. Tuy nhiên ở cái điều kiện này nó đập no vào thì nó không hiểu này. Nhập từ no vào thì nó không có hiểu. Lạ vậy cho nên các bạn nhập chữ false vào. False cũng giống như no nghĩa là sai đó. Được chưa? Thì nó sẽ hiểu cái vấn đề. Đó là câu truy vấn query. Cái chỗ này các bạn hiểu không? Hiểu không? Ở đây ví dụ như nó nói là hãy xóa những cái nhân viên có mã là 01 và 03. Giả sử như vậy thì copy cái bảng này ra, copy cái bảng nhân viên này ra. Giả sử thầy có cái bảng nhân viên dự phòng này thầy tạo một cái câu query thầy chọn đúng cái bảng nhân viên dự phòng chưa update à, nó yêu cầu là xóa những cái nhân viên nào có mã như vậy thì đơn giản chỉ là double click vào mã nhân viên thôi đúng không và chọn sang câu truy vấn là delete delete cái lúc nào delete là mã nhân viên 01 enter nó xuống và nhân viên 03 được không? Run một cái thì nó sẽ có hai dòng để xóa đi đó. Mình yes. Click qua đây thì mình sẽ thấy là được à dòng 1 và dòng 3 đã xóa, mình refresh nó một cái thì nó sẽ xóa đi. Được chưa các bạn? Được chưa? Hiện tại mình còn thời gian cho nên mình học thêm một cái câu truy vấn này. Đó là make table. Make table là một cái câu truy vấn cho phép các bạn tạo mới một cái bảng dựa trên một cái câu truy vấn đã có. Ví dụ như ở cái câu 01 này thầy đã truy vấn ra tất cả những cái nhân viên cũng như là bán hàng như thế nào, bán hàng và có doanh thu như thế nào trên từng nhân viên như thế này. Bây giờ thầy muốn lưu tất cả những cái thông tin này lại thành một cái bảng hoàn chỉnh, một cái bảng hoàn chỉnh. Được không? Thay vì mình sử dụng query để lưu thì mình sử dụng một cái bảng. Vậy thì làm thế nào để mình tạo ra một cái bảng dựa đến câu query này? Lúc này thầy chọn vào Create và Query Design. Ở đây hiện tại mình không chọn Table nữa mà mình chọn qua Query và chọn câu 1.
chưa? Chọn query và chọn comment. Ở đây các bạn chuyển đổi nó thành make table. Make table có nghĩa là nó nói này. Make table có nghĩa là gì? Tạo ra một cái tạo ra một cái table mới, một cái bảng mới mà dựa vào những cái thông tin từ những cái câu query. Được không? Dựa vào những cái thông tin từ những cái câu query đó. Thì các bạn chọn sang make table. Make table thì các bạn muốn lưu lại thành một cái bảng mới nào, đặt tên nó là một cái bảng, ví dụ như bảng thanh tiền. Các bạn lưu lại, được chưa? Rồi. Khi các bạn lưu lại thành một cái bảng mới thanh tiền rồi thì các bạn cần những cái trường nào lưu vào cái bảng đó. Các bạn cần những cái trường nào lưu vào bảng đó. Ví dụ nếu mà các bạn cần hết tất cả các cái trường lưu vào thì các bạn chỉ cần đắp vào, double click vào dấu sao này. Có nghĩa là gì? Tất cả những cái trường này nó được lưu vào cái bảng, được lưu vào cái bảng mà mình đặt tên là bảng thanh tiền, đúng không? Còn nếu mà các bạn không muốn hết tất cả các cái bảng thì các bạn chỉ cần chọn những cái trường mong muốn thôi. Ví dụ trường họ và tên, trường mà hàng, tên hàng, trường thanh tiền thôi. Các bạn không cần chọn hết, đúng không? Chỉ cần chọn 5 trường này thì các bạn chọn đúng 5 trường. Còn nếu mà các bạn muốn chọn hết thì chỉ đơn giản là double click vào dấu sao này thì nó sẽ chọn hết cho các bạn. Được chưa? Và các bạn click run thì nó sẽ nói là sẽ có 10 cái dòng thông tin truyền vào cái bảng mới mà mình tạo đó. Lúc này thì yes thì các bạn thanh tiền nó sẽ được tạo ra ở đây, bảng thanh tiền. Double click vào bảng thanh tiền nó sẽ có đúng 10 dòng cho bạn. Đó. Các bạn cố gắng về nhà làm những cái câu hỏi này. Tương tự như vậy, mình có cả cái câu hỏi cho cái cơ sở dữ liệu thứ hai. Những cái câu hỏi nào liên quan tới thống kê á, thì các bạn không cần làm bởi vì buổi thứ sáu tuần sau mình mới học. Ví dụ như trích lọc này, trích lọc chính là select query, được chưa? Khi nào các bạn nghe trích lọc danh sách chính là select query, đương nhiên là nó dựa vào cả cái điều kiện là ngày tháng như thế nào này, trích lọc này dựa vào ngày tháng từ đâu tới đâu này, từ đâu tới đâu thì mình sẽ sử dụng là between and, đúng không? Between and đó, trích lọc với cái số thanh tiền như thế nào. Thống kê doanh thu, nghe chữ thống kê là mình chưa học đó. Ở đây có tổng thanh tiền cao nhất như thế nào đó mình chưa học. Thay đổi hoặc là cập nhật thì mình đã học. Vậy thì mình sẽ làm được câu 6 câu 7 này. Thống kê số lượng, những cái nào mà thống kê thì chưa học, được chưa? Thế thì các bạn sẽ là về nhà thì làm lại mấy cái câu mà thầy đã hướng dẫn và làm những cái câu 1, câu 2 này, câu 3 và câu 6, câu 7. Được chưa? Chưa các bạn? Đấy. Cái chỗ nào? Bài của thầy giải hả? Không, mê trong cái mê lắm. Mình vô lý chứ mà vô lý bởi vì mình... Cái tên đó thầy kéo lên cái tên. Cái nào? Tên cái bài lúc nãy à? Cái câu của bà. Bài đầu tiên thầy giải hả? Câu ní hả? Cái câu đó phải thầy thằng kia. Hả? Phần trên đây là phần trên đây là thì ông xin thẳng là tám rồi, nhà ta đây là người ta sửa. À, thì cái đó là do họ thôi, cái đó xin nhé gì? Họ thích vậy á, được. Cái phần thẳng mà chỉ đây là chỉ tiến ra thì mình ra nó thiết kế mà. Nguyên. Kim Đức là nam này, Nguyễn Đắc Thắng là nữ này, cái này là họ sai đó, đúng không? Nguyễn, ví dụ như Nguyễn Đắc Thắng là nam
Nguyễn Kim Đức là nam nhưng mà xuống đây là Nguyễn Đắc Thắng là nữ, Nguyễn Kim Đức là nam là họ sai. Chỉ ở đây trong có một bạn là Nguyễn Vũ Vũ Hoàn Vũ Thị Hạnh là nữ thôi, nhưng mà trong này nó ghi bị sai đó. Thì mình biết sai là được rồi đúng không, mình nhìn vào mình biết sai chứ. Nhưng mà đây mình biết này, ví dụ như là nếu mà là Z thì là nam mà nó là nữ, ngược lại là nữ thì trong này nó sẽ liệt kê ra được một bạn nữ đó, vậy thôi. Còn mình nhìn vào thì mình sẽ biết được là nó sai chỗ nào rồi. Quan trọng là làm đúng và chạy ra đúng là được, còn chạy ra có kết quả là được đó, biết được sai là tốt rồi. Kết quả mà không giống là một á, là nhập dữ liệu bị sai, mình nhập dữ liệu bị sai. Chủ yếu là mình nhập dữ liệu sai. Còn cái này không biết vì sao mà nó họ ra sai cái chỗ này. Rõ ràng là Nguyễn Kim Đức và Nguyễn Đức Thắng là đều là nam mà, đúng không? Nhưng mà đây nữ là chắc họ copy. Bị họ chưa update hay sao đó. Đó, về nhà làm lại mấy câu này đi. Làm lúc nào mà nếu mà em ra đúng khác kết quả như thế này mà nhìn vào là mình đúng là chắc mình đúng rồi đó, họ sai. Đúng không? Thay đổi những cái câu thay đổi như này về làm lại đi. Thầy sẽ update lên YouTube ấy. Update lại cái bài này lên YouTube rồi cho mà coi lại, đứa nào mà không hiểu thì coi lại. Để chưa có hiểu, có hỏi gì không? Cái phần này gì không? Dạ không. Mày được hàng đâu, mày được hàng đâu. Đi đâu hề không có nổi gì hết rồi bây. Nói đi tương tác đi nha. Thôi các bạn không nói gì nữa thôi, thầy nghỉ hay các bạn nghỉ hay. Thầy ơi, làm xong rồi tập nộp tiếp cho thầy là sao thầy? Xong rồi tập nộp tiếp điểm danh cho chi nữa. Có là làm những cái bài tập làm hết càng tốt nha. Có rất nhiều đứa chưa nộp điểm danh, tới lúc cuối mùa làm nộp không kịp nữa nghe.